Hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng đối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú xuống đã cho biết đề tài về ngày hôm nay. Dạ, tuần rồi ngài cho chúng con cái đề tài này, nếu mà chúng con có sai thì ngài chỉ dạy cho chúng con sửa lại. À, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con không? Bạch ngài, ngài đã ổn định được đường truyền, ngài cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài. À, dạ sa thú lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi thuyết bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. À, anh Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Bạch Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục học về năm quấn. Là mảnh đất cho tuệ, trong năm quấn đó thì học về sắc quấn, rồi tiếp đến là chúng ta học về thức quấn. Bởi thức quấn có nhiều và nó là chủ đạo của bốn danh quấn: thức, thọ, tưởng, hành. Tuần rồi thì chúng ta đã học về thức thiện, tức là tâm thiện theo bốn điện phức, tức là dục giới, có thức thiện dục giới. Sắc giới, có thức thiện sắc giới. Vô sắc giới, có thức thiện vô sắc giới. Siêu thế, có thức thiện siêu thế. Hôm nay chúng ta học về cái loại thức thứ hai, tức là thức bất thiện. Thức bất thiện này chỉ có nằm ở trong cái địa bất dục giới mà thôi. Vì tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế chỉ có thiện chứ không có bất thiện. Còn tâm dục giới có thiện mà có bất thiện nữa. Khi mà chúng ta đề cập đến thức bất thiện hay là tâm bất thiện thì
thì chúng ta phải biết về ba căn bất thiện, căn tham, lục pháp mula, căn sân, đồ sam mula, căn si, bồ ham mula. Tâm bất thiện nào cũng có căn si làm gốc, nhưng mà hệ tâm bất thiện vừa có căn si và vừa có căn tham đi chung với nhau thì như vậy nó tạo ra thức, gọi là thức tham hay là tâm tham. Còn cái tâm bất thiện nào mà có sân căn đi chung với si, đi chung với si căn, thì tâm thức đó, tâm bất thiện đó được gọi là tâm sân. Còn tâm bất thiện nào mà không có tham căn, không có sân căn, mà chỉ duy nhất là có si căn mà thôi, thì như vậy chúng ta gọi đó là tâm si. Có người họ hiểu lầm giữa cái căn bất thiện với ba loại tâm bất thiện. Nếu mà chúng ta nói về căn bất thiện đó, thì căn si là gốc, bởi vì căn si tức là tâm sở si ấy, nó thuộc về bất thiện biến hành, và si đó tức là vô minh. Do đó tâm tham hay tâm sân đều có vô minh cả. Còn căn tham tức là một cái thuộc tính, nó có cái đặc tính, là dính mắc đối tượng, tham đắm đối tượng. Còn căn sân thì nó có cái đặc tính là dị ứng đối tượng. Nóng nảy với đối tượng. Còn căn si là cái đặc tính đen tối, si ám, mê muội. Không biết như thật, nó chỉ biết cảnh ít mù quáng, cho nên tham có sự mù quáng, sân có sự mù quáng, và tâm si đương nhiên là mù quáng. Tham căn thì nó dễ dàng mà khó diệt, sân thì khó dằn nhưng mà dễ diệt hơn tâm, hơn căn tham. Nhưng mà riêng về căn si thì nó khó dằn cũng khó diệt, bởi vô minh chỉ tới trình độ của vị A-la-hán, đắc được đầu A-la-hán thì mới đoạn tận vô minh,
Còn sân thì chỉ tới A-na-hàm là đoạn tận được rồi. Còn tham thì nếu mà dục tham thì bậc A-na-hàm đoạn tận. Nhưng mà ái sắc tham và vô sắc tham, sắc ái vô sắc ái thì tới A-la-hán. Ở đây nếu mà nói về tâm thì tâm tham căn nặng nề hơn tâm si. Tâm sân căn nặng nề hơn. Bởi tại sao vậy? Bởi tâm tham có tham và si, có căn tham và căn si. Tâm sân có căn sân và căn si. Nhưng mà tâm si thì chỉ duy nhất là có căn si mà thôi. Cho nên tâm si nó yếu ớt hơn. Khi mà trình bày như vậy đó, thì chúng ta cần phải ghi nhớ cho kỹ. Đừng có hiểu lầm, đừng nghe nói như vậy rồi cái mai mốt quý vị gặp một người cũng hấp tấp nữa, thì khi đó quý vị nói quý vị học vi diệu pháp nghe nói si nó nhẹ hơn tham sân. Không phải, căn si thì nó nặng nề nhất. Đức Phật hành rồi trong pháp bất thiện vô minh là có quý nhất mà. Cho nên căn si nó nặng hơn căn tham căn sân. Nhưng mà vì khi mà nó tạo thành tâm đó, thì cái thức mà có thức có tham có si phối hợp chung nặng hơn. Thức mà có sân có si thì nó nặng hơn, hơn cả hơn tâm si. Bởi tâm si chỉ có một. Cho nên cái chỗ này chúng tôi đã lặp đi lặp lại ba lần. Các vị Phật tử chúng ta phải ghi nhớ. Từ xưa đến giờ khi chúng tôi kinh nghiệm một điều là khi mà giảng dạy, Phật tử chúng ta nghe thấp thố thấp thử, nghe mà không có tác ý, không có nhận xét, không có nhớ kỹ. Rồi khi mà chúng ta gặp vị khác, chúng ta lặp lại nói rằng thượng tọa tại siêu dạy như thế, thì người ta sẽ cho rằng cái đó là dạy sai. Cho nên chúng tôi nói trước cho quý vị cái chỗ này một chút. Căn bất thiện là khác, mà tâm bất thiện là khác. Người mà hiểu rõ được cái pháp bất thiện và hiểu rõ được căn để tạo cái pháp bất thiện, tạo tâm bất thiện đó, thì người đó gọi là có chánh tri kiến. Ở trong cái bài kinh Chánh Tri Kiến Trung Bộ Kinh, tôn giả Sariputta ngài đã dạy như thế. Trở lại vấn đề. Bây giờ chúng ta nói đến thức bất thiện, tham căn, hay gọi tắt là tâm tham. Tâm tham ở đây là một trạng thái tâm. Bị cuốn hút bởi đối tượng, có cái sự tham luyến dính mắc đối tượng. Ở trong thắng pháp A Tỳ Đàm thì tâm tham có tám thứ, do thân phân theo ba khía cạnh. Một
là khi tịnh cảm thọ. Ở đây có tham thọ hỷ và tâm thọ thọ xả. Khi mà dính mắt đối tượng có cái sự vui thích, thích thú, thì như vậy gọi là tham thọ hỷ, cũng là dính mắt đối tượng, nhưng mà cái tâm thản nhiên. Nó thờ ơ, thì như vậy gọi là tham thọ xả. Cái khía cạnh thứ hai của tâm tham, tức là nói về cái sự tương ưng tri kiến. Nói về tri kiến thì tâm tham ở cái khía cạnh tri kiến thì nó có tương ưng tà kiến và bất tương tà kiến, gọi là tham hợp tà và tham ly tà. Khởi lên cái tâm tham đối với sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, mà có cái quan niệm rằng lạc này, hạnh phúc này, sự hấp dẫn này, nó là thường còn, là vĩnh hằng, là bất diệt, thì cái đó là tham mà liên quan đến thường kiến. Hoặc là có người khi mà họ thưởng thức sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, mà họ có một cái tri kiến rằng không có cái gọi là tâm nhiễm ô, và tâm nhiễm ô này nó không có cái sự tác hại, cái sự thâm đắm này không có sự tác hại. Hoặc là họ nói không có đời này, không có đời sau, chết là hết. Cho nên cứ hưởng thụ cái gì mình thích thì mình đắm nhiễm, mình chạy theo. Họ rơi vào cái tình trạng gọi là chấp đoạn kiến, tham có đoạn kiến. Thì như vậy tham thường kiến, tham đoạn kiến gọi chung là tham tương ưng tà kiến. Chúng ta gọi tắt ra là tâm tham tương ưng, tâm tham hợp tà. Đó là khía cạnh thứ hai. Ở cái khía cạnh thứ ba đó, mình nói đến cái sự tác động tâm sanh. Có trường hợp gặp cảnh hấp dẫn, tâm tham liền khởi lên để thưởng thức cảnh đẹp đó, cảnh tốt đó, mà không cần phải do dự. Thì như vậy trong trường hợp này, đây gọi là tham vô trợ. Còn khi mà gặp cảnh, mắt thấy cảnh, sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, cảnh tốt, sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng nhiều điều kiện khiến cho tâm tham chưa sanh khởi liền, mà khi cảnh tác động nhiều lần, cảnh hấp dẫn nhiều lần, hoặc là do không khéo tác ý, hoặc là do vì tâm
yếu kém. Cho nên tâm tham nó chưa sinh khởi được, phải đợi đến khi mà bị tác động nhiều lần thôi thúc khiến cho tâm tham mới sinh khởi. Chúng ta lấy cái ví dụ một kẻ trộm là người có tánh hay ăn cắp đồ của người khác, tài sản của người khác, nên khi nó đi gần ai, nó thấy có cái bóp, cái ví tiền, hay là lấy thấy nữ trang mà người kia họ mang, thì nó liền khởi lên cái tâm tham. Thì tâm tham đó gọi là tâm tham vô trợ. Nhưng mà với một người có liêm sĩ, khi mà họ nhìn thấy của rơi, lúc ban đầu vì mắc cỡ, vì thẹn, cho nên họ không có khởi lên tâm tham để lấy. Nhưng mà rồi sau đó họ bước đi vài bước với họ quay đầu lại, thì lúc bây giờ tâm tham sinh khởi. Thì như vậy gọi là tham hữu trợ. Nói chung là tâm tham sinh khởi nhanh chóng khi vừa gặp cảnh tốt, thì cái tham đó gọi là tham vô trợ. Còn khi mà gặp cảnh tốt, cảnh tốt nó tác động nhiều lần nhiều lần, tâm tham mới sinh khởi, thì tâm tham này gọi là tâm tham hữu trợ. Thì vì rằng tâm tham căn đó dựa trên ba khía cạnh này: về cảm thọ, có thọ tham thọ hỷ, tham thọ xả; về tri kiến thì có tham hợp tà kiến, tham ly tà kiến; về sự sinh khởi thì có thứ tâm tham không bị tác động nhiều lần mà nó khởi lên nhanh, gọi là vô trợ. Mà bị tác động sau đó mới sinh khởi tâm tham, thì bị gọi là tham hỗ trợ. Do chia theo bốn khía cạnh này, ba khía cạnh này, mà tâm tham được biết là có tám thứ, tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Thì về phần tám thứ thì tất nhiên khi mà chúng ta nói đến đặc tính của tâm tham sinh khởi thì chúng ta nói có tám thứ, nhưng mà trong cuộc đời này
Thì nếu nói theo thường thức thì tham nhiều. Có nhiều người tham sắc, tham thinh, tham hương, tham vị, tham xúc, tham danh, tham lợi. Nó có nhiều cái dạng tham. Đó là nói theo kinh tạng, có nhiều. Còn nói theo tâm pháp là nói theo cái bản tính, cái bản chất của tâm tham, thì nó có tám thứ như thế. Nó có một vài có những cái thí dụ về cái tâm tham, nhưng mà ở đây thí dụ nó chỉ hạn chế. Thí dụ như ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích, thí dụ tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì thí dụ như thế này: một người khi gặp cảnh đẹp hấp dẫn, họ có cái sự vui mừng, và lúc hưởng thụ thì họ khởi lên thường kiến hay là đoạn kiến đối với đối tượng ấy, và tâm tham kiểu này nó sanh khởi nhanh chóng, không có chậm trễ, thì đây là trường hợp gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, vân vân. Đó là những cái thí dụ gọi là thí dụ cổ điển. Từ xưa đến giờ các vị A-sa-lê thường hay thí dụ như thế. Thì chúng ta có thể với cái trí tuệ của mình, để chúng ta nhớ, chúng ta hiểu, thì chúng ta hãy đưa ra một cái thí dụ về cái tâm tham thọ hỷ, cái trường hợp tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và cứ như thế bảy thứ tâm tham kia chúng ta cũng cho một thí dụ được. Bây giờ chúng ta nói đến cái thức bất thiện sân căn, hay gọi tắt là tâm sân. Như đã nói, tâm sân là tâm vừa có si căn và vừa có sân căn. Hai căn bất thiện này phối hợp lại để cùng với các cái tâm sở tạo nên cái gọi là tâm sân. Thì cả hai tâm sân này nó chỉ có mỗi một cảm thọ, tức là thọ ưu đô ma nát sát sa hạ tâm. Chữ đô ma nát sát, nếu mà chúng ta dịch là thọ ưu, chúng ta có thể bị hiểu nhầm. Ở trong cái tiếng Hán Việt, chữ ưu có nghĩa là buồn phiền, ưu phiền. Thực ra thì cái chữ đô mà nó sát ở đây tức là
không hài lòng. Đồ mà nát xác thì đúng, có nghĩa là khiếm khuyết, là xấu. Còn cái chữ manh nát có nghĩa là ít. Như vậy đúng, còn manh nát cộng giác thì thành đô manh nát xác. Thì đô manh nát xác ở đây đó, ở trong sách từ điển Phật học A Di Đàm của Trung Hoa và của năm truyền đại tạng của Nhật, thì ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài Hòa Thượng Minh Châu cũng vậy, ngài Tịnh Sử cũng vậy, đều dịch là thọ ưu cả. Thì cả hai tâm sân đều là thọ ưu, và cả hai tâm sân nó đều là một cái thái độ dị ứng đối với cảnh. Một cái trạng thái nó phiền phức đối với cảnh. Thấy cảnh là một sự phiền phức, cho nên nó chỉ muốn bỏ đi, nó chán, nó ghét đối tượng, nó làm cho chán ghét đối tượng. Thì như vậy nếu mà nói trên ba khía cạnh thì cảm thọ thì sân chỉ là thọ ưu. Và nói về cái sự tương ưng, cái đặc tính tương ưng đó thì chỉ là tương ưng với phẫn nộ hay là tương ưng với dị ứng vậy thôi. Như tâm sân chia theo khía cạnh thứ ba, tức là có hữu trợ, có vô trợ và hữu trợ. Tâm sân vô trợ có nghĩa là đụng cảnh xấu, cảnh không hài lòng thì liền khởi lên bực bội, đó gọi là tâm sân vô trợ. Còn một người mà họ gặp cảnh bất bình, nhưng mà lúc đầu thì họ chưa có khởi lên tâm sân đâu, đến khi mà họ thấy họ bị tác động nhiều lần nhiều lần, người ta chửi một câu thì chưa giận, nhưng mà chửi hai ba câu hay là với cái thái độ mạt sát của mình thì mới khởi lên tâm sân. Thì tâm sân đó gọi tâm sân vô, tâm sân hữu trợ. Như vậy thì mặc dù tâm sân nó có chung là thọ ưu và hợp phẫn, nhưng mà vì nó có vô trợ và hỗ trợ cho nên mới chia làm hai tâm sân được. Có hai thứ là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ, tương phẫn nộ, vô trợ. Thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nại, phẫn nộ, hữu trợ. Như vậy thì cái tâm sân đó bất luận trong trường hợp nào chúng ta khởi lên cái trạng thái tâm bực bội, khó chịu,
chán ghét đối tượng thì đều gọi là tâm sân cả. Và cũng để giải thích cái từ sân trong cái tiếng Hán Việt của chúng ta thì không có từ nào để thay thế cho chữ sân khi mà gọi là đồ sát. Cho nên khi nói đến tâm sân thì chúng ta lại hiểu là cái tâm giận dữ. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà chúng ta bị đau, bị bệnh, trong lúc chúng ta bị đau, bị bệnh thì cái tâm của chúng ta khởi lên cái sự khó chịu, thì ngay lúc đó cũng gọi là đô sát chích tắc, là tâm sân chứ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thức quẩn bất thiện thuộc về si căn, hay nói tóm tắt lại là tâm si, tức là tâm này nó chỉ có một trạng thái. Nó có chỉ có một căn là căn si mà thôi. Thì cái tâm si đều là thọ xả, và tâm si nó đều là vô trợ. Thì như vậy tại sao phân làm hai thứ? Là tại vì nó tương ương với hoài nghi. Tâm si mà tương ương hoài nghi, hoặc là tâm si tương ương với trào tưởng, thì như vậy gọi là tâm si và nghi. Nếu có sự hoài nghi nó phối hợp, còn khi mà tâm không có tham mắc, không có nóng nảy, không có hoài nghi, thì lúc bây giờ một cái trạng thái tâm bất thiện rất rất bình thường, rất mùi lượng, đó là si phóng dật. Nó không còn cái thứ thuộc tính nào phối hợp để đặt tên khác, mà chỉ lấy tâm si nào mà có tâm sở hoài nghi tương ưng, hoặc là tâm si mà có sở hữu trạo cử phối hợp thì phân làm hai thứ, là có si vừa nghi, si phóng dật. Ngài Bố Thật Khô Sám khi phân về thức quẩn bất thiện thì Ngài nói thức tham căn, thức sân căn, thức si căn. Như vậy thì ở đây
Khi chúng ta nói đến thức thiện thì chúng ta có 37 thứ, do theo bốn địa phước, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế. Có thiện dục giới, có thiện sắc giới, có thiện vô sắc giới, có thiện siêu thế. Nhưng mà khi nói đến thức bất thiện đó thì chỉ có 12 thứ. Và chỉ có ở trong cái địa phước, cái dục giới mà thôi. Như vậy nói tóm lại đó, là nói đến thức thiện thì có bốn địa phước, nhưng mà nói thức bất thiện thì nó chỉ có mỗi một địa phước, tức là tâm bất thiện, nó chỉ thuộc về tâm dục giới. Tuần tới chúng ta sẽ học về cái thức vô ký. Cái thức vô ký ở đây chúng ta nói theo giống thì có hai loại, tức là vô ký quả, Vipaka Vyakatam, và thức và vô ký tố gọi là Kiriya Vyakatam. Gọi là thức quả là vì những cái tâm, những cái tâm thiện hay bất thiện nó làm cái chủng tử để nó tạo nên cái tâm quả bất thiện. Còn cái thức thiện đó thì nó sẽ tạo ra cái thức quả, quả thiện. Đó là chúng ta nói về cái nghiệp báo nhân quả của tâm. Thì tuần tới đó chúng ta sẽ triển khai cái vấn đề thức vô ký. Lúc đó chúng tôi sẽ nói thêm cho quý vị. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân trước. Cái thức vô ký phân theo địa phước thì có bốn. Là vô ký quả dục giới, vô ký quả sắc giới, vô ký quả vô sắc giới. Chúng ta phân ra như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta tạm kết thúc bài học ở đây. Chúc quý vị có trí tuệ và học nhanh hiểu về pháp mà Ngài Bố Thí Khô Giáo Ngài trình bày, như nói sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn gì. Bây giờ xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rùm. Sau đó chúng ta trở qua rùm lớp Phật Pháp Buddha Thamma. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Và
Vato sapa mangalang rakhan to sapa de uta sapa buddha na pa we na sada sati phuan tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de uta sapa dhamma na pa we na sada sati phuan tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de uta sapa sangha na pa we na sada sati phuan tu te Tất cả anh phố an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa tuệ siêu tượng tọa minh hạnh đại đức pháp tính đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta sanh tí quy hà ra hòa si ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thìn can ron te tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha vit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sapana puta sukita pantute cha la mu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te Sappe pi dukkha sakha rantu sankha yang Tha tu chi rang sa tang tham mô Tham tha ra cha bhut ga la Sang kho ho tu sa mắc vô wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sak tham mô Sappe pi tham ma cha ri no